Mỗi thế giới vẫn là mỗi thế giới tơ hào chẳng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi tư nghỉ Phật, tùy tâm chúng sinh khắp hiện tiền, tất cả biển cõi đều đến khắp, phương tiện như vậy chẳng khác biệt. Ở trong mỗi hạt bụi, có bất cả tư nghỉ Đức Phật đang ở trong đó chuyển pháp luân, tùy thuận tâm ý của chúng sinh mà hiện ra ở trước chúng sinh, hết thảy tất cả biển cõi nhất chư Phật, chẳng có nơi nào mà chẳng đến, pháp môn phương tiện như vậy chẳng có gì khác biệt trong mỗi hạt bụi các thụ vương đủ thứ trang nghiêm đều dâng bùa mười phương cõi nước đều cùng hiện như vậy tất cả chẳng khác biệt trong mỗi hạt bụi có tất cả bồ đề thụ vương cây bồ đề dùng bày báu để trang nghiêm đều dâng bùa khắp nơi cảnh giới này trong mười phương cõi nước trong mỗi hạt bụi đều hiện ra tình hình như vậy chẳng có gì khác biệt trong mỗi hạt bụi hạt bụi chúng đều cùng vây quanh đức như lai vượt qua tất cả khắp thế gian, cũng chẳng chặt hẹp tướng tạp loạn. Trong mỗi hạt bụi có chúng sinh nhiều như số hạt bụi đang ở trong đó, cùng quây quần chung quanh Đức Phật. Đức Phật đang ở trong hạt bụi thuyết pháp, vượt qua tất cả thế giới, khắp cùng tất cả thế gian, trong mỗi hạt bụi cũng chẳng chặt hẹp, cũng chẳng tạp loạn, rất ngay thẳng có thứ tự. Chúng sinh đều ngồi có thứ tự, lắng nghe Phật nói diệu pháp. Bất luận có bao nhiêu cõi, có bao nhiêu chúng sinh, ở trong một hạt bụi vẫn có không gian đây là đạo lý gì đây là dạy người đừng chấp trước khi bạn có ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ minh bạch nghĩa lý bạn cũng có thể ở trong một hạt bụi truyền đại pháp luân bạn cũng có thể ở nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương trong mỗi hạt bụi vô lượng quang khắp cùng mười phương các cõi nước đều hiện chư phật hạnh bồ đà tất cả biển cõi chẳng khác biệt trong mỗi hạt bụi có vô lượng vô biên quang mình chiếu soi khắp cùng mười phương tất cả cõi nước thầy đều hiện ra phương pháp tu hạnh bồ đề của tất cả chư phật mười phương ba đời ở trong tất cả biển cõi nước của chư phật quang minh đó chẳng khác biệt trong mỗi hạt bụi vô lượng thần, biến hóa như mây khắp hết thầy dùng phật thần thông dạy chúng sinh mười phương cõi nước cũng như vậy trong mỗi hạt bụi có vô lượng thần phật vô lượng thần Bồ Tát, vô lượng thân duyên giác, vô lượng thân thanh văn và vô lượng thần chúng sinh khác, biến hóa như mây đẩy dẫy khắp cùng ở trong đó, dùng thần thông của Phật để giáo hóa tất cả chúng sinh, mười phương cõi nước đều như vậy, chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi nói hết các Pháp, Pháp đó thanh tịnh như luân chuyển, đủ thứ phương tiện môn tự tại, tất cả đều nói chẳng khác biệt. Trong mỗi hạt bụi diễn nói thật tướng của các Pháp, pháp đó rất thanh tịnh, giống như luân chuyển, tọa tâm như ý. Muốn nói gì thì nói, đủ thứ phương tiện pháp môn tự tại, tất cả đều diễn nói, chẳng có gì khác biệt. Một bụi khắp nói tiếng chư Phật, dùng mãn pháp khí các chúng sinh, khắp trụ biển cõi vô lượng kiếp, như vậy âm thanh cũng chẳng khác. Trong mỗi hạt bụi, khắp diễn nói âm thanh của chư Phật, từ âm đó dùng mãn pháp khí trong tâm của các chúng sinh khắp trụ hết thảy biển cõi nước trải qua vô lượng số kiếp âm thanh như vậy cũng chẳng khác biệt biển cõi vô lượng trang nghiêm đẹp trong mỗi hạt bụi đều hiện ra thần thông lực chư phật như vậy tất cả đều do nghiệp tánh sinh trong mỗi biển cõi có vô lượng sự trang nghiêm vi diệu sự trang nghiêm đó đều hiện hiện ra ở trong mỗi hạt bụi rất rõ ràng mà chẳng tạp loạn tại sao vì đó là do thần thông lực của chư phật cũng là nghiệp tánh của tất cả chúng sinh mà sinh ra cảnh giới như vậy. Trong mỗi hạt bụi Phật ba đời, tùy sự ưa thích đều thấy được, thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi, bởi nhờ nguyện được khắp thế gian. Trong mỗi hạt bụi có tất cả chư Phật mười phương ba đời, đang ở trong đó chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh, tùy theo sự ưa thích của chúng sinh đều khiến cho họ thấy được, theo chư phật mà nói thì thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi vì nguyện lực của chư phật rộng lớn mới khắp cùng trong thế gian hết tập năm